Đường sắt Cát Linh, Hà Đông chạy thử lần cuối để nghiệm thu. Trao đổi với Zin.vn, ông Đường Hồng, giám đốc dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông, thuộc tổng thầu EPC Tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc, cho biết dự án đã hoàn thành 100% hạng mục, đủ điều kiện để bàn giao trước ngày 31 tháng 12. Hệ thống đang chạy thử toàn tuyến lần cuối để bàn giao, dù phía chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải đang yêu cầu tổng thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ để đơn vị tư vấn đánh giá an toàn. Phía tổng thầu cho biết từ tháng 4, dự án đã hoàn thành 100% khối lượng. Công việc chính còn lại là nghiệm thu, bàn giao và thanh toán. Tuy nhiên, tiến độ nghiệm thu phải phụ thuộc vào ban quản lý dự án. Về việc chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải chưa đồng ý cho chạy thử tích hợp vì thiếu hồ sơ cung cấp cho đơn vị tư vấn đánh giá an toàn, ông Đường Hồng khẳng định đến nay đã cung cấp đủ hồ sơ và doanh nghiệp không thể cung cấp thêm các hồ sơ theo yêu cầu của đơn vị đánh giá an toàn hệ thống của Pháp là công ty ACT. Chúng tôi không thể cung cấp những hồ sơ đó vì tư vấn ACT áp dụng tiêu chuẩn của châu Âu, còn dự án của chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn Trung Quốc. Theo tiêu chuẩn của chúng tôi thì không cần có những hồ sơ đó, ông Đường nói. Phía tổng thầu cho rằng công ty ACT lẽ ra phải tham gia ngay từ giai đoạn đầu của dự án. Mãi đến năm 2016 chúng tôi mới biết có bên thứ ba tham gia. Thời điểm đó đã hoàn thành việc đưa các thiết bị về công trường rồi. Khi phóng viên hỏi trong trường hợp ACT yêu cầu chuẩn châu Âu nhưng tổng thầu không đáp ứng được thì giải quyết thế nào, đại diện tổng thầu cho rằng họ không có quan hệ hợp đồng với tư vấn ACT, đó là việc giữa ACT và Bộ Giao thông Vận tải. Còn chủ đầu tư dự án là Bộ Giao thông Vận tải thời gian gần đây thường xuyên nhắc đến trách nhiệm của tổng thầu EPC trong việc để dự án chậm trễ. Bộ cho rằng tổng thầu chưa cung cấp đủ các hồ sơ xây dựng cho công ty ACT, đơn vị được Bộ Giao thông Vận tải thuê để đánh giá an toàn hệ thống. Đến nay, ACT mới đánh giá và cho ra được 6 phần 14 báo cáo. Họ yêu cầu tổng thầu phải cung cấp tiếp để hoàn tất đánh giá. Về tiến độ bàn giao dự án, bà Mạnh Thu Tuyền, phụ trách đào tạo nhân sự vận hành thuộc tổng thầu EPC, cho biết nhân viên Metro người Việt đều đã nắm chắc các kỹ năng cần thiết, đáp ứng các tiêu chuẩn để vận hành hệ thống. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 10, tổng thầu sẽ chạy thử toàn tuyến lần cuối trong vòng 25 ngày, 5 ngày chuẩn bị và 20 ngày chạy thử tích hợp. Mục đích của việc chạy tích hợp 20 ngày là để chứng minh độ an toàn và hoàn chỉnh của hệ thống, đồng thời kiểm chứng được năng lực của đội ngũ vận hành. Đây là bước bắt buộc và cũng là nội dung chính trong quy trình nghiệm thu. Lần vận hành hệ thống này sẽ do 100% nhân viên của đơn vị vận hành là Hà Nội Metro đảm nhiệm. Kết thúc thời gian này thì công tác nghiệm thu cũng gần như hoàn tất, đại diện tổng thầu chia sẻ. Trong khi tổng thầu và nhân viên của Hà Nội Metro rập rịch chuẩn bị cho việc chạy thử tích hợp, Bộ Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Đường sắt lại chưa xác nhận kế hoạch này. Tổng thầu cho biết đã có văn bản gửi ban quản lý dự án yêu cầu sắp xếp nhân sự đến theo dõi quá trình chạy tích hợp nhưng chưa nhận được hồi đáp. Trao đổi với Zin.vn tối ngày 28 tháng 10, đại diện ban quản lý dự án đường sắt xác nhận việc tổng thầu xin chạy tích hợp 20 ngày. Ban quản lý chưa phê duyệt cho chạy thử mà mới chỉ yêu cầu tổng thầu phải chuẩn bị kỹ, báo cáo lại chủ đầu tư trước khi tiến hành. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông trước đó khẳng định tổng thầu phải cung cấp đầy đủ hồ sơ cho tư vấn ACT thì Bộ mới phê duyệt cho chạy thử tích hợp. Về vấn đề này, đại diện tổng thầu cho biết trong trường hợp Bộ Giao thông Vận tải không chấp nhận, việc chạy thử tích hợp vẫn được tiến hành và tất cả tài liệu, hồ sơ trong quá trình này sẽ được lưu lại và bàn giao cho Bộ Giao thông Vận tải.